Xe đạp MB chào tất cả mọi người. Con xe đạp thể thao Nhật Bãi hôm nay mà MB mang đến với mọi người là dòng xe thể thao Nhật Bãi, thương hiệu Zamit, thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ xuất vào thị trường Nhật. Xe có xe ống đứng là 43 nên sẽ hợp với người dùng có chiều cao từ 1m55 trở lên. Toàn bộ màu sơn của xe là màu sơn zin, chưa sơn lại hay dầm tút bất cứ chi tiết nào. Xe này thật có khung sườn làm bằng nhôm, càng xe làm bằng nhôm, hợp kim aluminum 6061 rất mềm nhẹ và chắc chắn. Bộ rúp của xe là Shimano Clarit, gồm có 2 dĩa và 8 lít, đi kèm theo đó là tay bấm xả Shimano Clarit. Phụ tùng theo xe gần như luôn nguyên bản, bao gồm đùi dĩa nhôm FHA, ghi đầu mô tăng nhôm có thể tăng giảm tùy ý theo kích cỡ của người dùng. Mọi chi tiết đều đã được kiểm tra tỉ mỉ, mua về chỉ việc sử dụng. Mọi người muốn mua xe cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0987614604. Ngoài ra nhớ đăng ký kênh YouTube Xe Đạp MB để xem thêm nhiều mẫu xe thể thao Nhật Bãi khác mà mình sẽ giới thiệu. Xe Đạp MB chân thành cảm ơn. We'll be right back.